các bạn học sinh. Và hôm nay cô học mình sẽ học các bài liên quan đến tuần 2 trong chương trình khóa học toán lớp 4 phần toán lớp 4 cơ bản nhé. Trong tuần 2 này chúng ta sẽ xoay quanh học về các chủ đề liên quan đến các số có 6 chữ số. Vậy thì các số có 6 chữ số là những số như thế nào và được cấu tạo là sao? Chúng ta sẽ sang bài đầu tiên, đó là số có 6 chữ số. Phần 1 chúng ta có những kiến thức cần nhớ. Chúng ta sẽ ôn tập lại những cái cấu tạo của các số nhỏ hơn 6 có số có 6 chữ số trước nhé. Phần đầu tiên thì cô sẽ có là các số có chứa đơn vị chục và trăm. Thì một đơn vị thì chúng ta viết số là như thế nào nhỉ? Khi mà viết số một đơn vị cô sẽ có là 1 này. Còn một chục chúng ta sẽ có là 10. 100 cô có là gì? Viết là 100 đúng không nào? Từ đây khi mà số có 2 chữ số chúng ta viết là 2 chữ số này. 2 chữ một số có 2 đơn vị chúng ta viết là 2 đúng không nào? Tương tự như thế 3 đơn vị cô viết là 3. 4 đơn vị chúng ta là viết là 4 cho đến 9 đơn vị chúng ta viết là 9 đúng không nào? Là 9. Thế thì 10 đơn vị chúng ta viết thành một chục đúng không nào? Cứ tiếp tục như thế thì nếu là 2 chục thì cô viết là 20. 30 đúng không? Cô viết là 30 cho đến là bao nhiêu? Cho đến 90 đúng không? 90. Và khi cô có 10 chục tức là cô có 100 rồi đúng không? Có 100 rồi. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó là nghìn, chục nghìn và trăm nghìn. Chúng ta biết là 100 này đúng không? Chúng ta biết là 100. Khi mà chúng ta có 10 trăm thì cô sẽ có 1.000. Vậy 1.000 cô biết là 1 và 3 số 0 nữa đúng không nào? Chúng ta viết số 1.000. Thế khi cô có 10.000 thì cô viết như thế nào? 10.000 tức là bằng 10.000 đúng không nào? Là 10.000. Đây chính là 10.000, được chưa nào? Cô có 10.000 tức là cô có 100.000. Thế thì 10.000 cô viết như thế nào? Đây chúng ta có 10.000 đúng không nào? Thế thì các số có 6 chữ số thì chúng ta sẽ là các số bắt đầu từ số 100.000 cho đến 900.000, 999.999 nhé. Thế thì cấu tạo của các số như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng lập bảng để phân tích cấu tạo của nó. Và bây giờ cô cho mình chuyển sang phần thứ hai trong phần kiến thức cần nhớ, đó là hàng và lớp. Cô sẽ có một ví dụ như sau, cô có số là 46307. Thì nhìn vào cấu tạo số thì chúng ta thấy là số này có 5 chữ số đúng không nào? Vậy thì hàng lớn nhất của chúng ta có được trong số này đó là hàng chục nghìn là số 4 này. Thì nữa, tiếp tục đến hàng nghìn số 6 đúng không nào? Và hàng trăm nghìn thì có 3, chữ số 3 đại diện. Hàng chục nghìn là hàng chục là 0 và hàng đơn vị là 7. Cô nói lại lần nữa nhé. Số 46307 thì gồm có cấu tạo như sau. Hàng lớn nhất đó là hàng chục nghìn là 4 này. Hàng nghìn là 6, hàng trăm là 3, hàng chục là 0 và hàng đơn vị là 7. Thế thì chúng ta có là hàng đơn vị này, hàng chục, hàng trăm thì hợp lại thành lớp đơn vị. Còn hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn thì hợp lại thành lớp nghìn. Vậy thì chúng ta đọc số này như thế nào? Bây giờ cô cho mình cùng đọc và viết ra nhé. 46.307. Vậy thì cô viết ở phần đọc số này là 46.000 này. Tương tự như thế cô sẽ có được là số thứ hai để bài đã cho chúng ta cách đọc số rồi đúng không nào? 654.321. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là số này có bao nhiêu chữ số. Có 6 chữ số đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ viết số này trước và viết cấu tạo của các lớp và các hàng nhé. 654.000 đúng không nào? Cô sẽ có 654.000. Vậy thì chúng ta sẽ có gồm 3 số 0 nữa đúng không nào? 321, cô viết 321. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta thấy đây là số có 6 chữ số và hàng lớn nhất đó là hàng trăm nghìn là số mấy đây nhỉ? Số 6 này. Hàng chục nghìn là số 5.
Hàng nghìn chúng ta có số 4, hàng trăm là 3, hàng chục là 2 và hàng đơn vị là 1. Vậy cấu tạo của số này, số 654.321 gồm có là 600.000 này, 50.000 này, 4.000, 300, 20 và 1 đơn vị. Tương tự như thế thì đến dòng thứ 3, cô có số 56.032. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết cấu tạo số trước nhé. Số này là có 5 chữ số nên hàng lớn nhất ở đây là hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn. Vậy thì hàng trăm nghìn chúng ta bỏ qua không viết đúng không nào? Chúng ta viết hàng chục nghìn là số 5 này. Hàng nghìn, 6. Hàng trăm là 0. Hàng chục là 3. Và hàng đơn vị là 2. Số này có cấu tạo là 50.000 cộng 6.000 cộng 0.000 cộng 30 và cộng 2 đơn vị. Vậy thì chúng ta viết như sau. 56.000 0.032 Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang dòng thứ tư nhé. Dòng thứ tư cô có số đã được đọc rồi, đó là 305.808. Thì cô sẽ viết số này 305.808. Vậy thì đây là số có 6 chữ số đúng không nào? Hàng lớn nhất của nó là hàng trăm nghìn. Có chữ số mấy đây? Chữ số 3 đúng không nào? Tiếp tục đến hàng chục nghìn là 0. Hàng nghìn là 5. Tương tự như thế thì cô sẽ có hàng trăm là 8 này, hàng chục là 0 và hàng đơn vị là 8. Thì số này sẽ có tạo gồm có 300.000 này, cộng với 5.000, cộng với 800 và cộng với 8 đơn vị. Tương tự như thế thì chúng ta đến dòng thứ 5. Thì cô sẽ có được là gì nhỉ? Số này là 123.517. Vậy thì cô sẽ viết trước nhá, sau đó thì chúng ta sẽ viết cấu tạo số. Nào. 123.517 Sau khi đọc số xong thì chúng ta sẽ viết xem là các lớp và các hàng nó cấu tạo như thế nào. Cô sẽ có hàng trăm nghìn là 1, hàng chục nghìn là 2, hàng nghìn là 3, hàng trăm là 5, hàng chục là 1 và hàng gì đấy? Hàng đơn vị là 7. Nào đến dòng cuối cùng chúng ta đã được đọc số rồi, 960.783. Thế thì cô sẽ viết số trước nhé. 960.000 đúng không nào? 783. Đây là số có 6 chữ số và chúng ta viết nào. Bắt đầu với lớp nghìn trước thì hàng trăm nghìn cô có 9 này, chục nghìn là 6, hàng nghìn là 0. Hàng trăm ở đây chúng ta sẽ có được là 7 này. Hàng chục là 8 và hàng đơn vị là 3. Sau khi viết bảng xong thì bây giờ cô hỏi lại các bạn như sau để các bạn xem chúng ta xem có nắm được bài không nhá. Cô muốn hỏi là trong số 654.312 này, 321 này thì chữ số 6 nằm ở lớp nào và hàng nào? Chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là số 6 này nằm ở lớp nghìn và hàng trăm nghìn, được chưa nào? Tương tự như thế câu hỏi là chữ số 2 ở số 56.032 nằm ở lớp nào và hàng nào? Nó nằm ở lớp đơn vị và hàng đơn vị, được chưa nào? Đấy, thì vậy thì sau khi mà chúng ta thành tích cấu tạo số của nó ra rồi thì tùy từng bài toán để chúng ta trả lời câu hỏi của đề bài nhé. Bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang một số bài tập mẫu liên quan đến phần các số có 6 chữ số và phần hàng và lớp của nó. Bây giờ chúng ta bắt đầu với bài số 1 trong phần bài tập mẫu nhé. Bài số 1 chúng ta như sau. Đọc các số sau và cho biết chữ số 7 ở mỗi số thì thuộc lớp nào và hàng nào. Thì trước hết là cô cho mình sẽ đọc trước đúng không nào? Số đầu tiên là số có 5 chữ số.
Vậy thì hàng mà lớn nhất ở đây đó là chục nghìn đúng không nào? Chúng ta sẽ có 38.753, được chưa nào? Để chúng ta viết nhé. 38.000 753. Sau khi viết xong thì chúng ta sẽ trả lời xem là chữ số 7 thuộc lớp nào và hàng nào. Chúng ta biết là nếu mà lớp đơn vị thì cấu tạo bởi các hàng đơn vị này, hàng trăm và hàng chục. Thế thì bây giờ chúng ta xét xem là chữ số 7 nằm ở vị trí nào. Nó nằm ở vị trí hàng trăm nên nó ở lớp đơn vị đúng không nào? Vậy thì cô sẽ trả lời đây là chữ số 7 thuộc hàng trăm nên là nó cũng thuộc lớp đơn vị. Chúng ta trả lời luôn lớp đơn vị nhé. Nào bây giờ chúng ta chuyển sang ý B. Ý B chúng ta cũng sẽ có là số có 5 chữ số 47.815. Các bạn viết cho cô nào. 47.815. Và ở đây chữ số 7 thì thuộc là hàng nghìn, lớp nghìn, được chưa nào? Rồi chúng ta chuyển sang ý C. Ý C là số có 6 chữ số và chúng ta đọc số này như sau: 390.671. Các bạn viết cho cô nhé. Và chúng ta quan tâm đến chữ số 7, đúng không nào? Chữ số 7 nằm ở vị trí hàng chục nên nó thuộc lớp đơn vị. Còn ý D thì sao? Ý D là một số có 6 chữ số và chúng ta đọc như sau: 734.459. Thế thì nào các bạn viết vào vở cho cô nào. 734.459. Và chúng ta cũng quan tâm đến chữ số 7 đúng không nào? Chữ số 7 ở đây nằm ở vị trí là hàng trăm nghìn nên nó thuộc lớp nghìn. Nào bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2 nhé. Bây giờ cô cho mình chuyển sang bài số 2. Với bài số 2 cô sẽ viết các số sau thành các tổng. Các tổng ở đây cụ thể là chúng ta sẽ phân tích ra thành các hàng, đúng không nào? Hàng. Số đầu tiên là một số có 5 chữ số. Vậy thì chữ số 5 ở vị trí là hàng chục nghìn. Cô có 50.000. 50.000 cô biết là 50.000 đấy, đúng không nào? Cộng với số 6 nào ở vị trí hàng nghìn, cô có 6.000. 6.000. Cộng với hàng trăm là mấy nhỉ? 7 đúng không nào? Chúng ta có 700. Cộng với 80 và cộng không đơn vị đúng không nào? Chúng ta sẽ không biết là không nữa. Rồi đây giờ chúng ta chuyển sang ý B là một số có 6 chữ số, vậy thì hàng cao nhất của nó là hàng trăm nghìn. Cô có là 600.000. Hàng chục nghìn chúng ta có giá trị bằng 0 nên chúng ta không biết. Chúng ta chuyển luôn sang hàng nghìn. Cô có 9.000. Cộng với 300, cộng 60 và cộng 4 đơn vị. Cộng 300, cộng 40, cộng 60 và cộng 4 đơn vị. Chúng ta chuyển sang bài C. Bài C là một số có 5 chữ số nên hàng đầu cao nhất mà chúng ta bắt đầu viết đó chính là hàng chục nghìn. Cô có 90.000. Cộng với 8.000. Cộng với 600. Cộng với 50 đấy. Chuyển sang ý D là một số có 6 chữ số nên chúng ta có là 100.000 cộng 30.000 cộng 4.000 cộng 800 cộng 90 và cộng 7 đơn vị. Thì cô viết nhá, 100.000 cộng với 30.000 cộng với 4.000 cộng với 800 cộng 90 và cộng 7 đơn vị. Và bây giờ cô cho mình chuyển sang bài số 3 nhé. Bài số 3 chúng ta sẽ viết số và viết rằng số đó gồm có như thế nào. Đây là cấu tạo của các số. Đầu tiên là A này. Cô có 500.000
700, 30 và 5 đơn vị. 500.000 thì chúng ta nghĩ ngay đến số có 6 chữ số đúng không nào? Trước hết, mới tập viết thì chúng ta viết như sau này. 500.000, các bạn viết cho cô 500.000 trước nhá. Đề bài không cho chúng ta hàng chục nghìn, không cho chúng ta hàng nghìn, mà chúng ta bắt đầu với tiếp theo với hàng trăm. Vậy thì hàng trăm chính là số 0 ở vị trí này đúng không nào? Từ phải sang trái thì nó ở vị trí số 3. Vậy thì cô sẽ xoay số 0 này bằng số 7. Tiếp tục cô có 30, vậy thì cô sẽ thay số 0 này sẽ là bằng số 3 này. Cộng 5 đơn vị, cô sẽ có được là 500.735. Được chưa nào? Chuyển sang ý B nào. Cô sẽ có 800.000. Đúng không nào? 800.000. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 số 0 ở đây đúng không? Rồi, chục nghìn và nghìn chúng ta cũng không có. Không có 900 và 7 đơn vị. Thì cô viết là 907. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài C. Với bài C thì cô sẽ có 600.000, 7.000 và 10.000. Vậy thì 600.000 cô viết, chúng ta cũng sẽ có 3 chữ số 0 nữa. Hàng chục nghìn thì bằng 0 đúng không nào? Hàng chục nghìn bằng 0 rồi. Hàng nghìn chúng ta có 7. Vậy cô sẽ viết là 7 này. Và 907 đơn vị. À, và chục chứ đúng không ạ? Để bài cho 0, 0 trăm và 1 chục. Cô viết lại. Bây giờ chúng ta chuyển sang ý D. Cô có 20.000 và 2 đơn vị. Vậy thì hàng 100.000 bằng 0 đúng không nào? Số này là số có 5 chữ số nên cô sẽ bắt đầu với 20.000, 0.000, 0.000 và 2 đơn vị. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 4 nhé. Bài số 4 thì chúng ta sẽ viết các số thích hợp vào chữ chấm. Thế thì các chữ chấm là các cái mà chúng ta sẽ viết phía sau đây. Đề bài cho yêu cầu chúng ta tìm ở lớp nghìn của các số là 708.564 là gồm các chữ số nào. Thì chúng ta biết là hàng đơn vị này, hàng chục, hàng trăm đây là lớp đơn vị đúng không nào? Vậy thì nghìn này, chục nghìn và trăm nghìn đây chính là lớp mà chúng ta cần quan tâm. Đây là lớp nghìn. Vậy lớp nghìn gồm các chữ số nào là 7 này, 0 này và 8. Chúng ta chuyển sang ý B. Chúng ta sẽ quan tâm đến lớp nghìn của số là 547.009. Thế thì cô sẽ có được đây là lớp nghìn, đúng không nào? Lớp nghìn gồm có các chữ số là 5 này, 4 này và 7. Ý C và D thì chúng ta tìm các chữ số ở lớp đơn vị. Vậy thì đây chính là lớp đơn vị, đúng không? Lớp đơn vị của hai số này. Với ý C thì cô có 100. Thì gồm các chữ số đó là chữ số 1 và chữ số 0. Chữ số 0 được lặp lại 2 lần nên chúng ta chỉ viết 1 lần thôi nhé. Rồi lớp đơn vị của số 123.412 đó chính là 4 này, 1 và 2. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 5. Với bài số 5 thì cô cho mình phải xác định xem là chữ số 4 có giá trị là bao nhiêu trong mỗi số sau. Số đầu tiên cô sẽ có là 38.473. Thế chúng ta cách đọc của số này đã nêu lên giá trị của nó rồi đúng không nào? Chữ số 4 nằm ở vị hàng trăm nên nó có giá trị là 400 này. Tiếp tục ý B cô có là 403.887. Vậy thì chữ số 4 mà chúng ta quan tâm ở đây nằm ở lớp đơn vị và hàng trăm nghìn nên nó có giá trị là 400.000. Chúng ta sẽ có là chữ số bài C này, cô sửa lại một chút nhé. Cô sẽ có là đây là số 4, 147.000, 140.000, 888. Thế thì chữ số 4 này nằm ở gì đây, hàng chục nghìn đúng không nào? Nên là có giá trị là 40.000. Tương tự ý C thì ý D. Chữ số 4 nằm ở vị trí gì đấy, chục nghìn, cô cũng sẽ có giá trị là 40.000. Còn bài E nào, bài E chúng ta đọc là 128.914. Chữ số 4 này nằm ở lớp đơn vị, đúng không nào? Và hàng đơn vị nên là có giá trị là 4.
Vậy là cô trò mình đã làm xong 5 bài tập mẫu trong phần bài học thứ nhất trong tuần 2 chương trình toán 4 rồi. Nên là các bạn sẽ làm bài tập về nhà của phần này. Cô xin chào và hẹn lại các bạn học sinh trong buổi học tiếp theo.